chính quyền Kyiv tiếp tục tìm kiếm từ phương Tây nguồn cung cấp các loại vũ khí mới, bao gồm cả máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, những đồng minh của họ không vội vàng gửi tiêm kích cho Ukraine, mặc dù họ hứa sẽ cung cấp F-16. Rõ ràng Washington vẫn chưa bàn giao, xe tăng Abrams đã hứa từ lâu cho Kyiv nên tiền lệ trên có thể lặp lại. Vấn đề được bàn luận hiện nay, vì sao phi công Ukraine phải học tiếng Anh để lái F-16? Mục đích thực sự của việc Mỹ yêu cầu phi công Ukraine phải học tiếng Anh đang được mang ra đánh giá. Theo báo cáo đăng trên trang web chính thức của Lầu Năm Góc, Kyiv sẽ phải đáp ứng một số yêu cầu trước khi nhận tiêm kích F-16. Theo phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc, bà Sabrina Singh, một trong những điều kiện để thực hiện việc bàn giao là dạy tiếng Anh cho quân nhân Ukraine. Ngoài ra cũng nói thêm những điểm cần lưu ý khác. Bà Singh lưu ý rằng, nếu các nước châu Âu không thể đáp ứng được việc huấn luyện binh sĩ quân đội Ukraine, thì Mỹ sẵn sàng tham gia quá trình này. Đồng thời Washington nhắc lại, Kyiv vẫn chưa nêu chính xác số lượng phi công cần được đào tạo. Theo bà Singh, việc đào tạo phi công Ukraine có thể bị trì hoãn đáng kể do họ cần phải học tiếng Anh. Điều đáng lưu ý là để kiểm soát các loại vũ khí khác do Mỹ cung cấp, Lầu Năm Góc không yêu cầu bên tiếp nhận phải biết tiếng Anh, ngay cả ở trình độ sơ cấp. Phải chăng tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ được điều khiển trực tiếp bởi các tình nguyện viên phương Tây? Về vấn đề này, nhiều chuyên gia quân sự Nga cho rằng yêu cầu học tiếng Anh có thể chỉ là bình phong để che đậy việc phi công NATO sẽ trực tiếp lái những chiếc F-16 trên bầu trời Ukraine. Cần nhấn mạnh, trước đó nhiều phi công lão luyện đã ngừng phục vụ trong nhiều lực lượng không quân phương Tây, khẳng định họ sẵn sàng, tình nguyện, chiến đấu cho Ukraine, và chính quyền Kyiv cũng đưa ra lời kêu gọi gần như ngay lập tức. Không chỉ riêng tiêm kích F-16, phía Nga còn cáo buộc hiệu quả cao đến bất ngờ của những tổ hợp phòng không Patriot khi đánh chặn tên lửa siêu thanh Kinzhan là do chúng được binh sĩ Mỹ trực tiếp điều khiển. Cơ sở để đi tới nhận định trên là với khoảng thời gian huấn luyện quá ngắn, quân nhân Ukraine chưa thể làm chủ hoàn toàn khí tài, nhất là kỹ xảo đối với phiên bản PAC-3 MSI tối tân nhất, và chưa chắc Mỹ đã sẵn sàng chuyển giao cho một thành viên ngoài NATO. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.